Này chú Chuế, sao vẫn chưa tới nơi nhỉ? Ừ. Ban hỏi tớ, thế tớ biết hỏi ai? Ban nhìn đây này, phi thuyền vẫn đang đi đúng quỹ đạo. Ơ này, mọi người ơi, đến nơi rồi kìa. Ờ, bọn anh nhìn thấy rồi, mẹ cánh. Sao Thành Ngám với cả Trung Chuối mãi chưa tới nhở? Tranh thủ mọi người chưa tới, mình làm hộp sữa cho nó mát. Anh Trung ơi, tới rồi. Thế thì ra cánh đi, còn chờ gì nữa? Bạn xuống đi. Không. Xuống đi. Xuống ngay xuống thế nào? Đâu. Anh Trung ơi, em không xuống kiểu đấy đâu. Không phải sợ, yên tâm. Nào. Yeah. Sữa ngon quá. Ai ốp thì mà. Ai nhở? Đến nơi rồi. Anh Trung đến nơi rồi. Thằng Ngáo. Anh biết còn cái răng nào không? Anh không biết. Thằng Ngáo. Anh Trung ơi. Anh hả? Ôi, tao đây. Ô, còn răng à? Mày quá đội mũ hiểm. Ô, anh trông thá được vậy. Quên. Ô, đứng dậy đi. Anh Trung ơi. Này, hả? Có sao không? Này, để đến đạp cậu xuống cho cậu biết cái cảm giác nhá. Ấy. Anh Trung ơi, mà sao bọn mình lại phải đến đây ạ? À, anh ấy nói ở đây có hai loại bầu thần kỳ, chúng ta cần lấy được nó để cứu hạt tiêu. Ơ, mà anh Trung ơi, đấy là những loại gì ạ? Ờ đúng rồi, bảo bối gì đây? Hai người nghe này. Ừ. Đấy nhá. Lũ vi khuẩn kia, chúng ta đã có khẩu trang nu vi và vòng tay xịt khuẩn, các người hãy đầu hàng đi. Mà anh Trung ơi, liệu hai bảo bối đấy có thật sự lợi hại như thế không? Chuyện này anh chỉ nghe nói thôi. Chứ còn... Điều đó là sự thật. Ở đây có hai loại bảo bối có thể bảo vệ và tiêu diệt vi khuẩn. Chỉ là ở đây chúng tôi được bảo vệ tuyệt đối nhờ các bảo bối đó. Này, có những bảo bối đó chúng ta có thể xâm phá ổ của virus rồi. Thế thì tốt quá rồi, vậy là chúng ta sắp cứu được hạt tiêu rồi anh ạ. Thế chị ơi, cho em mượn bảo bối đấy tí. Cũng được, nhưng mà các ngươi phải vượt qua thử thách thì mới có thể mang những bảo bối đó ra khỏi đây. Được, vì hạt tiêu anh em mình sẽ vượt qua những thử thách. Đúng. Để lấy những bảo bối đấy về trên đất. Ê, đi tớ nữa. À nhập, cho tớ vì hạt tiêu nữa. Được, được. Nào, đồng lòng. Yeah. Được rồi, các ngươi hãy vào trong đi, huấn luyện viên đang chờ các ngươi đấy. Vâng, cảm ơn chị. Này, chúng ta đi thôi. Đi. Khoan đã. Ta có món quà tặng các ngươi. Wow. Đây nè, sữa nu vi. Sữa nu vi này. Bọn em cảm ơn nhá. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Đi. Cháu huấn luyện viên. Sao con người đến muộn thế? Bọn em cần phải lý do. Các người đừng thi đấu với bọn ta đúng không? Ta khuyên thật nhá, ba đứa trẻ con các người về nhà uống sữa đi. Này, huấn luyện viên, hai bạn này là hai bạn nào vậy ạ? Giới thiệu với người, Nhất Long, Nhị Long, Song Long Hắc Ám. Này, Song Long Hắc Ám, trong nhà là dùng đất đi nhỉ? Này, các người của ai dùng đất? Thôi, trật tự, các người đến đây để thi đấu chứ không phải là để cãi nhau. Thưa huấn luyện viên, vậy thể thức thi như thế nào ạ?
nhiệm vụ của các ngươi là phải vượt qua khu rừng phía trước để về đích. Ui giời ơi, tưởng chuyện gì dễ như ăn kẹo nha. À, đúng rồi. Đơn giản. Đúng rồi. Đừng vội mừng. 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, các ngươi phải thi đấu với những người giỏi nhất của thế lực Hắc Ám. Đội nào chiến thắng sẽ giành được bảo bối, đó là khẩu trang và vòng tay bảo vệ. À, nếu thua thì sao ạ? Thua ấy thì đi về, chẳng nhẽ còn đổi quà. Có đúng không huấn luyện viên? Đúng vậy. Nếu thua, các ngươi sẽ không được gì cả. Vậy thì ta phải quyết tâm thắng. Quyết tâm. Các ngươi thắng kiểu gì? Thắng bằng niềm tin và hy vọng mà. Các ngươi cứ để rồi xem. Đúng rồi. Vậy bây giờ các ngươi đi theo ta. Các người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì cuộc thi chính thức bắt đầu. Vâng. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị. Ui. Huấn luyện viên, anh ấy 1, 2, 3 đâu? Mà đội kia đã chạy rồi. Đúng rồi. Ta nói bắt đầu rồi mà. Các người còn không mau chạy đi. Tên mà huấn luyện viên huấn luyện sớm. Đúng rồi. Chạy nhanh. Chạy nhanh. Ôi. Quả đấy có sức lực đấy, chạy nhanh gớm. Tao cách rồi. Ha. Tại sao đây mù mịt thế nhở? Thôi chú ơi, tớ bỏ cuộc đây, không chơi nữa đâu, mệt lắm rồi. Không được, chúng ta phải cứu được tiêu đội chứ. Anh Trung ơi, bây giờ giá như có khẩu trang và vòng tay bảo vệ của Nuvi thì tốt biết mấy nhở? Anh cũng biết thế, nhưng mà kiếm ở đâu ra? Thành á, giờ này là giờ nào rồi mà uống sữa? Đâu uống sữa, làm gì mà căng. Ê, chú ơi, khẩu trang Nuvi này. À đúng rồi, uống sữa Nuvi, chúng ta phải lấy thẻ, đổi được quà. Đúng rồi. Đúng rồi. Uống điêu đi. Nhắn Nuvi, sách thẻ đổi quà, 12 thẻ đổi khẩu trang bảo vệ. 24 thẻ đổi vòng tay bảo vệ cực đô. Nắm ưu vi, trang bị kỹ càng, sẵn sàng đến lớp. Wow, không ngờ chiếc bảo bối này lại lợi hại như vậy. Dăm ba cái con mũi phèn này, sợ chưa? Sợ chưa? Thôi, mau đổi theo hai tên kia đi. Chúng ta mất hơi nhiều thời gian rồi đấy. Vâng. Khoan. Không cần phải chạy nữa. Sao thế? Không chạy, nó đuổi kịp bây giờ. Ta vừa thả ra khói độc, bọn chúng sẽ không thoát qua được đâu. Nhưng mà ta cứ thấy không yên tâm thế nào ấy. Nếu như không yên tâm, ta còn một bảo bối nữa. Cái gì đấy? Vi khuẩn công nghệ. Wow, vi khuẩn công nghệ à? Nghe có vẻ hoành tá tràng đấy nhở. Mở đi. Xem đây. Mở. Lùi ra. Sao? Vi khuẩn bay vào mặt. Ôi dồi. Vi khuẩn, hãy tấn công bọn chúng. Xong rồi, đi rồi. Sao? Đi bộ cũng thắng rồi. Đi bộ cũng thắng à? Ủa, Trung ơi, cứu tao với. Sợ cái gì? Chúng ta có bảo bối của Nuvi mà. Này đây.
Thôi, xử lý bọn chúng đi, gặp về đích. Vâng. Chúng ta đi. Đi. Đi thôi. Này, ta thấy mấy con này nó cứ quen quen ấy. Ui dồi ôi, là mấy con vi khuẩn ngươi thả ra đây. Xong rồi. Cứu. Cứu không? Cứu không anh? Cứu. Cảm ơn nhà áo nhá. Bắt tay. Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Sao thế? Bắt tay đã. Ê, con nó về đi rồi. Đuổi theo. Chúc mừng các ngươi đã giành chiến thắng. Yeah. Anh Trung ơi, may quá, chúng ta vẫn kịp thời gian. Như vậy, những bảo bối Nuvi sẽ thuộc về các ngươi. Wow. Các ngươi hãy mang những bảo bối này về để cứu bạn của các ngươi đi. Và hãy lan tỏa đến những người trái đất, uống sữa Nuvi để săn bảo bối. Và các bạn ơi, các bạn hãy cùng tin tá TV của chúng mình uống thật nhiều sữa Nuvi để săn thẻ và đổi quà nhá. Bên cạnh đó, các bạn sẽ nhận được khẩu trang và vòng tay kháng khuẩn giúp các bạn khi đến trường mà không lo khói bụi hay vi khuẩn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.